Xin chào quý vị và các bạn. Thì trong video này tôi sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn cái cách để chúng ta cắt cái viên gạch này theo ý muốn mà chúng ta không cần phải dùng đến cái máy cắt gạch cũng như là cái lưỡi cắt chuyên dụng. Thì để làm được điều này thì chúng ta sẽ cần dùng đến mũi khoan. Cần dùng đến mũi khoan. Thì trên đây là bốn cái mũi khoan thông dụng. Đây là cái mũi khoan tường. Đây là mũi khoan gỗ. Đây là mũi khoan sắt inox hoặc là nhôm. Còn đây là mũi khoan đa năng. Thì với bốn cái mũi khoan này thì để cắt gạch thì chúng ta sẽ dùng một cái mũi khoan, đó là mũi khoan đa năng. Thì đặc điểm của mũi khoan này á, cái cạnh nó rất là sắc, rất là bén và dễ dàng chúng ta sẽ cắt viên gạch này mà không hề tạo ra một tí bụi nào. Trước khi chúng ta cắt viên gạch này thì chúng ta ngâm nước nó nha. Chúng ta ngâm từ 5 đến 7 phút để cho cái viên gạch nó thật mềm. Và chúng ta dùng một cây thước, chúng ta đặt xác định cái vị trí mà chúng ta cần phải cắt. Rồi, chúng ta dùng cái mũi của đầu của mũi khoan nè. Chúng ta miết trên viên gạch để phá hủy cái lớp men đó. Thì chỉ cần chúng ta phá hủy cái lớp men của cái viên gạch thì chúng ta sẽ dễ dàng mà tách chúng ra làm đôi mà không hề bể tầm bậy. Đấy, ta thấy. Rồi sau đó chúng ta sẽ dùng một cái cạnh bàn. Ở đây tôi dùng tạm cái ghế, đặt ngay cái vị trí mà chúng ta vừa mới cắt đó. Ở trên chúng ta đập nhẹ xuống thì nó sẽ vỡ ngay cái đường mà chúng ta vừa mới cắt. Bây giờ mọi người quan sát tôi thực hiện nha. Đấy, chúng ta thấy rất là ngọt luôn và rất là thẳng. À, chúng ta thấy rất là thẳng luôn. Chỉ cần một cách cắt hết sức đơn giản như thế này là chúng ta đã có cái cạnh rất là thẳng mà chúng ta không cần phải dùng đến cái máy cắt chuyên dụng để làm gì. Rồi bây giờ tôi sẽ cắt thêm một lần nữa cho chúng ta xem nha. Đấy, chúng ta đặt cái thước lên. Ở đây tôi dùng tạm cái thanh gỗ nè. Chúng ta miết cái đường, chúng ta miết thật mạnh để tạo ra những cái đường rãnh, phá hủy cái lớp men. Thì như thế dễ dàng chúng ta sẽ tách cái viên gạch này làm đôi, không cần phải dùng máy cắt bụi bặm. Rồi chúng ta quan sát nha. Đấy, chúng ta thấy cạnh rất là thẳng luôn, rất là ngay và vô cùng thẳng. Rồi, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video nha. Nếu như mà chúng ta cảm thấy video này hay thì hãy chia sẻ cho bạn bè cùng biết. Và hẹn gặp lại chúng ta ở những video tiếp theo.